Chào các bạn đã quay trở lại với kênh nghề điện của tôi. Đây là bộ dây điện của xe đào Komatsu nhỏ của một khách hàng mà mình đã tháo ra mang về để đại tu nha các bạn. Và hôm nay đã đến ngày đi lắp, thì trước khi đi lắp nó, mình xin giới thiệu sơ qua với các bạn về bộ dây này nha. Thì đây là cái táp lô của nó nè các bạn. Xe này nó cũng không có gì nhiều à, nó chỉ có là cái đây nó có cái đồng hồ, rồi kế đây là cái ổ khóa đề, rồi chỗ này nó có cái lỗ này để bắt vô cái công tắc đèn, rồi chỗ này là có một cái ổ để mà lắp cái ổ cục chì nha các bạn. Đó, có nhiêu đó thôi. Thì trên cái đồng hồ của nó này các bạn, nó sẽ có hai cái đồng hồ đó, cái thằng này là báo dầu, cái thằng này là báo nước. Còn bên đây là nó sẽ có ba cái đèn báo, cái này á là báo sạc, cái này là báo nhớt, còn cái này là báo xong. Khi xe hoạt động á thì hai cái đèn này nó sẽ tắt để báo hiệu là sạc với báo nhớt nha các bạn. Còn khi nào nổ máy lên mà hai cái đèn này nó không tắt là chứng tỏ nó bị, một là không sạc mà hai là nhớt không bơm nha các bạn, hoặc là nó hư cục báo nhớt á. Còn cái đèn này là đèn báo xong, mình bật bên trái nó xong rồi mình chờ một chút, rồi khi nào cái đèn này nó tắt đi á thì lúc đó mình đề nha các bạn. Nói chung thì cái xe này nó cũng đơn giản nha các bạn, nó cũng không có điện gì nhiều, nó chỉ có đặc biệt có một cái là mình tắt máy bằng chìa khóa đó. Khi mình tắt máy bằng cái chìa khóa này nè thì cái motor này nè nó sẽ kéo con heo về tắt máy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ bộ về cái đường dây của nó nha. Thì điện nó đi từ cái dây lửa cái này nè các bạn, đó nó đi lên đây nó quẹo cho trong hai cầu chì cái, rồi một cầu chì cái là nó quẹo nó ra nó đi xuống cái dynamo, rồi một cái á, thì nó quẹo nó đi lên trên đây nè, nó vô cái ổ khóa đề nha các bạn. Rồi khi mình mở chìa khóa đề á thì điện nó mới qua cái ổ cầu chì này, rồi từ cái ổ cầu chì này nó mới phân phối điện đi vô mấy cái phụ tải nha các bạn. Rồi bây giờ đây là cái ổ khóa đề của nó nè các bạn, rồi ra ngay chỗ đây nè, mình tẻ ra cái đùm này để nó lên ghim vô cái đồng hồ này nha các bạn. Rồi chỗ này nè, đó mình ra cái rắc này là đẹp. Rồi xuống đây cái đùm này nó sẽ quẹo vô trong cái ổ cầu chì. Rồi chỗ này nè các bạn, ba sợi dây này là lửa mình lắp ra mát nha các bạn. Trong đây nó có một dây này bự này nè, là nó đi ra đây nè, đó, rồi nó xuống đây nè là mình bắt xuống cái máy, cái sườn ở dưới nè các bạn. Nó qua 3-2-3 thớt, mà nếu mình bắt không đủ mát là sau này nó chập chờn nó mang, thành ra mình phải ra một cái dây vô đây để cho nó chắc cú. Rồi còn chỗ này đi tới đây chút xíu nữa là mình sẽ ra một cái này gọi là con diốt chống dòng điện ngược nha các bạn. Đó, diốt này là của một relay 5 chân này nè, để nhiều khi là mình nổ máy lên rồi mà mình tắt chìa khóa không được, mình tắt máy mình tắt nó được nha các bạn, còn khi nổ máy lên rồi là mình tắt nó không ăn nha. Đó, nhờ cái con diốt này nè. Rồi kế bên đây á là cái cầu chì của thằng relay 5 chân nha các bạn, nó nằm riêng mình đó, nó nằm ở phía dưới táp lô á. Rồi xít tới đây chút xíu nữa là cái thằng này là nó đi ra cái rắc cắm mà để cắm vô trong cái sàn ở dưới á. Đó, trong đây nó có bốn dây nè, dây đen là mát nè, dây vàng là báo dầu nè, dây xanh này là lên cái đèn pha trên cần, còn cái dây mà xanh lá cây sọc đỏ này nè là nó vô cái còi nha các bạn, nó đi ra nó lên cái đồ bốt trên cái đầu tay nắm á, rồi nó mới xuống cái còi đó. Rồi xuống tới đây nè, cái đường dây này là nó đi ra đây, nó vô cái motor tắt máy. Rồi chỗ này nó có ra cọng dây này nè để xuống cái bơm dầu nha các bạn. Rồi tới chỗ đây nè, nó ra cái thằng này nè, nó có cái dây đen mà sọc trắng bự bự này nè là nó vô cốc đề nha các bạn. Rồi chỗ này nó có một cái rắc nối nè, đó qua cái rắc nối này nó sẽ lên đây, cái dây đen này nè là nó vô cái lửa cái của dynamo nha các bạn. Cho nên nhiều khi mình phải đo mình thử, chứ mình nhiều khi mình tưởng đâu có dây đen là mát thì mình lắp ra mát là không được nha. Đó, thằng này là lửa. Rồi chỗ này nó có hai cái rắc này nè, là cái này mình ghim vô cái đít của dynamo á các bạn. Đó, một sợi là lửa, lửa mà không tắt, với một sợi là báo đèn sạc. Đó. Còn cái thằng này là vô cái báo nhớt. Đó. Còn thằng này á là ghim vô cái cục báo nước nằm ở trên đầu máy. Và kế bên nữa là cái dây báo của cái thằng xong nha các bạn. Loại này nó xong dầu, nó có một cái buri xong thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem là khi mình tắt chìa khóa thì cái motor nó hoạt động như thế nào nha. Mình nối cộng đi lửa từ bình ắc quy lên nè các bạn. Đó, dây lửa cho nó vô cái dây này nè. Còn cái dây mát thì mình nối vô cái dây xanh là mát nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt mở chìa khóa cho các bạn xem nè. Khi mình mở chìa khóa lên á thì cái thằng này nè, cái bát này nè, nó sẽ chạy qua bên đây để nó trả cái này về bên kia để cho con heo nó mở dầu, để mình lúc đó mình đề nổ máy nha các bạn. Còn khi mình tắt chìa khóa thì cái này nè nó chạy qua bên đây nó nằm nha các bạn. Đó là nó tắt máy. Hiện giờ vậy nè là nó đang tắt máy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật chìa khóa mình mở lên cho các bạn xem nè. Đó, khi mình mở chìa khóa lên là nó nhảy qua bên kia để nó trả cái bát của con heo dầu lại để nó mở dầu. Đó, còn khi mình tắt chìa khóa là nó đẩy qua bên đây, nó kéo cái con heo dầu về để nó tắt máy nha các bạn. Bây giờ mình tắt chìa khóa nè, đó, rồi mở lên nè, rồi tắt nè. Đó, các bạn thấy không, tắt máy chìa khóa là nó chỉ có vậy thôi. Rồi vậy là mình đã giới thiệu với các bạn sơ qua về cái bộ dây này. Và bây giờ mình sẽ lên xe để mình lắp cái bộ dây này vào xe của nó nha các bạn.
Rồi mình đã lên xe của nó rồi nè các bạn ơi. Để mình quay cho các bạn xem nha. Đó, đây là cái dàn máy của nó nè. Đó, bình ắc quy nè. Rồi bên đây là chỗ mà để mình lắp bộ dây điện vào. Xe này cái sàn không biết làm gì mà mở ra nó trống gì, mình dễ bắt nha các bạn. Chứ có nhiều xe mà không có mở cái sàn này ra mình bắt còn chật chội nha. Rồi đây là cái bộ dây điện của nó, dùng một lát mình sẽ bắt vào đây. Đó, đây cái mặt táp lô mình sẽ lắp vô đây nè các bạn. Đó, mở hai cục này ra, đút nó vô. Còn cái dây điện thì mình ở trong đây nè, nó trống lỏng nè. Đút nó xuống dưới đây. Đây nó có cái lỗ nè. Đó, mình đút cái lỗ đó để đi ra đằng sau. Thì thôi bây giờ để mình lắp cái bộ dây điện này vào hoàn chỉnh rồi sau đó mình sẽ quay lại mình test thử cho các bạn xem nha. Rồi vậy là mình đã ráp hoàn chỉnh cái bộ dây điện lên xe đào Komatsu BC20 nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè. Bây giờ mình mở công tắc lên nè. Trên táp lô nó sẽ có hai cái đèn nó sáng, nhưng mà cái này là cái bên này là cái báo nhớt, nhưng mà cái dây cục báo nhớt nó bị hư rồi, thành ra để nữa người ta mua người ta thay sau nha các bạn. Còn cái này là đèn báo xong, là nếu mình sáng mình dậy thì mình xong là mình bật qua trái nè, là các bạn thấy không, cái đèn nó sáng nè. Rồi một lát sau nó tắt thì bắt đầu là mình sẽ đề nha các bạn. Còn cái này ban ngày rồi thành ra mình không cần thiết. Rồi bây giờ mình mở công tắc lên nè, là mình thấy cái đèn báo sạc nó sáng nè. Khi mình nổ máy lên, nếu mà đi mua sạc là cái đèn nó sẽ tắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Khi nổ máy lên là cái đèn báo sạc nó tắt nè. Đó, cái này là mình lên ga nè. Đó, xuống ga. Cái xe đời này nè, nó tắt máy bằng chìa khóa nha các bạn. Thì bây giờ mình tắt chìa khóa là tắt máy nè. Đó, các bạn thấy không? Tắt chìa khóa là tắt máy. Rồi mình đề lại nè. Đó, rất là lanh, thấy không các bạn? Xe đời này mà người ta đã là thiết kế tắt chìa khóa rồi đó. Rồi, tắt máy. Rồi, để mình ra sau mình quay cho các bạn xem cái motor tắt máy của nó nha. Đây là cái motor tắt máy của nó nè các bạn. Đó, khi mình mở công tắc lên thì cái bát này nè, nó đẩy lên trên đây nè, nó mở dầu. Còn khi mình tắt chìa khóa là nó kéo xuống dưới này nè, là nó tắt máy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở công tắc rồi mình để thử rồi sau đó mình tắt máy cho các bạn xem nha. Rồi anh mở công tắc coi. Rồi đề nổ máy. Đó các bạn thấy không? Đó đề nổ máy rồi đó. Rồi bây giờ mình tắt chìa khóa. Tắt chìa khóa là nó kéo xuống dưới này là tắt máy. Đó. Rồi vậy là xong. Rồi vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.